Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Và mình là Slenderman đây Và hiện tại bây giờ mình đứng nhảy y như là một thằng điên vậy đó <laughs> Ok, giỡn thôi Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tới một cái nhà máy có thể sản xuất ra được kim cương nha các bạn Ok, mình sẽ chế tạo một cái máy ở trong cái nhà máy này Và cái, nhà, cái máy này nó sẽ giúp cho mình có thể tạo ra được rất là nhiều kim cương luôn Các bạn không cần phải đi tìm, không cần phải đi đào gì hết Chỉ cần làm ra cái máy này các bạn có kim cương Các bạn nhìn đằng kia các bạn thấy gì chưa kim cương nè các bạn em nè sắt nè than nè vàng nè redstone nè rất là nhiều thứ luôn rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu sản xuất ra nha các bạn ok chúng ta sẽ chế tạo cái máy đầu tiên đó máy đầu tiên sẽ là cái máy bằng gỗ nó sẽ sản xuất gỗ ra cho chúng ta mọi người à đây sản xuất gỗ đây mọi người thấy chưa gỗ đang chạy đây nè đó thấy à. Gỗ nó sẽ chạy tới cái rubber này và cái rubber này nó sẽ hút gỗ vô và nó sẽ gọi là bán đi để chúng ta có tiền. Đấy, ghê chưa ghê chưa. Rồi bây giờ mình tiếp tục nào, chúng ta sẽ sản xuất ra máy đó chính là máy sản xuất đá. Đấy, chế tạo ra máy sản xuất đá nha, để mình coi coi mình có bao nhiêu tiền ta. Rồi mình sẽ tiếp tục sản xuất ra một cái máy nữa. Máy đó có tên là máy sản xuất than. <laughs> Các bạn thấy mình ngon chưa? Quay. Có một thanh niên vô nhà mình, định ăn cắp hả? Đi chỗ khác, chạy hả? Nó chạy rồi. Thấy ha, ha, ha. mình cầm cây kiếm gỗ này là nó sợ rồi mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Đừng có tới nhà của anh nha, đừng có đùa. Thanh niên kia, làm gì vậy? Định ăn cắp hả? Ôi. Thanh niên này có con ông nè. cha à, cha 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 cha. Thanh niên này định lấy đồ của anh hả? Cha, cha, cha. Ai à? Hay quá mình đánh nó xong nó đánh ngược lại mình mình nghẽo luôn mà hơi là nó cũng nghẽo luôn rồi thằng này nó có cái kiếm xịn hồi nãy mình thấy phớt phớt qua là mình thấy nó có cái kiếm xịn nữa nha nó đang đứng nhìn mình đằng kia kìa các bạn thấy chưa đang đứng nhìn mình kìa ok nhìn đi cái nhìn trời ơi xảy xuất nhiều quá rồi sao mà gom được đây ở dưới này có cái rương đồ nè các bạn thấy không trời ơi kẹt coi kẹt coi quay what, thanh niên kia bay trên trời kìa trời ơi, nó muốn kiếm ở trên trời kìa thanh niên này ngầu quá Ok, thôi, kệ nó đi, chúng ta bây giờ sản xuất tiếp thôi mọi người ơi Hồi nãy mình đã sản xuất được, mình đã chế tạo được cái máy gọi là Redstone Và máy uh, lapid rồi Tiếp theo là chúng ta có thể, Ôi ơi, chế tạo máy sản xuất vàng luôn Yeah Woo. Ok, nhưng mà đây bây giờ mình cho các bạn thấy nè Đây là những thứ mà các bạn có thể đào, chẳng hạn như là đá Thì các bạn có thể dùng cái cúp này Redstone là các bạn phải dùng cái cúp sắt nữa các bạn thấy không Đó, cái Lapis này cũng phải dùng cái cúp sắt Và cái vàng này cũng dùng cái cúp sắt luôn Ok mình đã đủ tiền để mình sản xuất Emerald rồi Trời ơi Emerald này Tiền hơi bị nhiều nha Ôi gì vậy Mình có cảm giác như là có đứa nào muốn đánh mình thì phải Ok thanh niên kia đang... có What What Sao thanh niên đó giàu vậy Thanh niên đó vừa mới vô luôn các bạn thấy không Nó có căn nhà luôn kìa Wow cái gì mà ghê vậy Thanh niên này khá giàu đấy Wow Sản xuất chế tạo ra máy sản xuất kim cương đây rồi mọi người ơi sẵn sàng chưa mọi người sẵn sàng chưa sẵn sàng chưa bây giờ chúng ta chơi luôn nha chơi luôn nè let's go vô được chưa wow các bạn thấy sản xuất ra kim cương không đây các bạn ôi trời ơi rồi sản xuất ra kim cương wow kim cương đã, kim cương đã, kim cương nè wow wow ôi oh, sản xuất kim cương nữa nè wow đã thì các bạn các bạn đứng ở đây nè các bạn thấy kim cương nè đó kim cương nè và emerald nè redstone nè là vàng nè Trời ôi, ôi quá trời luôn các bạn ơi ôi wow. Hai này, ơi ơi, thằng này nó đánh thằng kia. Quay nó định đánh mình luôn. Không được, không được. Ta có đầu của ship đây. Ta có cái đầu của ship đây. Trời ơi, giờ mình mới thấy nha. Cái nhà của thằng kia có nguyên cái cúp cúp vàng khổng lồ luôn. À. What? Kinh vậy? Đánh nhau không? Đánh nhau không? Cha cha cha. Một phát một. Nè, đánh nhau không? Đánh đó hai phát. Ok nó đứng im rồi. thôi, nó đứng im thôi. Đứng im thôi, mình không có đánh người mà đứng im, mình chỉ đánh người mà đánh lại mình thôi. A a a móc kiếm đánh mình kìa. A à, a à. để mình ngồi đánh mình không, đánh mình ra. À. Thanh niên đã đánh này, thanh niên. <laughs> ok, ờ à, mình khoe, mình khoe với các bạn cái nữa nè. Mình mới mua được cái này nè, cánh cửa nè thấy không? Cánh cửa bảo mật đó nha các bạn, nhưng mà có điều là cửa bảo mật nhưng mà xung quanh chưa có tường. Người ta vô cái một à. <laughs> các bạn thấy không với cái máy sản xuất kim cương này mình có thể sản xuất ra nè 100 viên kim cương 1000 viên kim cương một triệu viên kim cương 1 tỷ viên, 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 viên kim cương cũng được luôn các bạn à mình muốn mình nói chung là muốn sản xuất bao nhiêu mình sản xuất đúng không tại vì á bây giờ cái máy này nó sản xuất ra hoài luôn mà nó khai thác riết luôn nó sản xuất ra cho mình riết luôn đó thấy rồi nè gớt nè gớt nè gớt nè Đó, không 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 đó tuy là nó hơi chậm nhưng mà tất nhiên mình kiên trì là mình sẽ có kim cương để mình mà bán hoặc là mình xài đó, kim cương quá trời luôn nè phải không quá nhiều quá nhiều hello tôi là việt nam nè là sao thanh niên này nói gì vậy hello tôi là việt nam nè oh, bạn này kết bạn với mình có một người là kết bạn với mình nữa đây chính là bạn đằng kia mình sẽ đồng ý nha mình sẽ accept với bạn này luôn đó ai kết bạn với mình là mình đồng ý hết luôn ok đây đấy new friend đó bạn thấy chưa có một người đồng ý á à, ủa thanh niên này nữa hả cái thanh niên này hôm qua chơi chơi chung với mình đâu mà. À ôi ôi, ôi đánh nào đánh nào đánh nào đánh nào, đánh à, nào, đánh, đánh, à, đánh, à, đánh, đánh nhau hả? Chà, đánh nhau hả? Yeah. Ok. Chà, yeah. ôi chạy, chạy. Tự nhiên mình qua nhà người ta mình đánh người ta mình phải chạy chứ. <laughs> Thôi bỏ đi bỏ đi, mình không nên đụng với người ta. Ôi, ôi mấy thanh niên này giàu quá bạn ơi, cái nhà kìa. Nhà lâu luôn kìa. Giàu quá giàu quá giàu quá. Ok. Rồi coi, ba gì nói chuyện kìa, đang nói chuyện kìa. Tôi gà lắm, rồi bạn kia, đừng đánh em ok quá nói chuyện nói nói chuyện quá trời luôn các bạn ơi đi theo đi theo bạn này đi theo bạn này bạn này kêu mình là đi theo bạn đó ui cổng đi ngục hả quay đi theo luôn để coi coi có gì trong đây không ủa gì kỳ vậy wow <laughs> gì ghê vậy oh my god ủa oh, nhà của thanh niên này nè wow thanh niên cái thanh niên hồi nãy mà bay lên cao các bạn thanh niên này vào phải trưởng ui mở cửa cho mình vô luôn à thanh niên này muốn mình tham quan nhà rồi ok à không phải thanh niên này không phải là hack đâu nha các bạn mà cái thanh niên này là có thể đã tạo ra được những cái thuốc này nè thuốc này giúp chạy nhanh đồ nè rồi nhảy cao nè rồi uh, máu nè rồi cái này là cũng là máu nè bây giờ mình sẽ thử lấy cái này coi được không ui, thanh niên này không phải hách nha thanh niên này là 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 là, là, là kiểu uh, bro, kiểu như chơi lâu rồi nha ui, chạy nhanh nè ô sao chạy nhanh chập ủa sao đi chập rồi vậy ui chạy nhanh cà. ui chạy nhanh hơn hồi nãy luôn các bạn thấy chưa đó bây giờ mình lấy cái thuốc nhảy cao nữa nè ui ở, ở đây sao có thú gì đây speed một nè rồi zoom một nè à ủa mình nhảy cao được rồi nè wow đã thiệt đã thiệt thanh niên này thanh niên này nhìn vào hiểu các bạn giờ thiệt để mình ra và mình nhảy cho các bạn coi nha Wow, chúng ta ở ngoài đây wow wow nhảy cao thiệt chứ ok nhà của mình ở đâu ta khoan nhà của mình ở đâu ơ à, mình mình không có nhà mình mình là vô gia cư à à mình mình chọn đại một cái đúng không mình chưa 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 mình sẽ chọn đây mình xây. Ồ oh, thì ra là xây dưới này. Thôi mình đâu có tiền đâu mà xây. Ok, nghèo chịu thôi. Ok, qua wow, anh thanh niên này đi đi chỉ cho mình nè. Uh, giữ 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 để mình kêu thanh niên này cho mình cây kiếm kim cương nha. Em cho anh cây kiếm kim cương. Đó. bạn các bạn này là anh kêu nãy giờ bạn kêu mình đi theo à. Đó, theo em kìa. Ok, let's go. Đi đi đây, đây đây, bạn này bạn kêu là theo em nè. Ok, đi thôi em ơi. Let's go đi đâu đây Ui lát quá các bạn ơi Thật sự Mình bị lát chứ không phải là gì hết á Lát nè các bạn thấy chưa Lát lắm luôn á Ok thanh niên này là Nói chung là có ra ngoài để cho mình cái kiếm kim cương nè Bây giờ mình nhảy cao quá Mình nhảy ra ngoài không được luôn Rồi ok rồi thanh niên rồi Thanh niên nhà giàu Đi theo thanh niên nhà giàu Wow nhảy đã không Ui lát rồi à. Lát quá Nhà thanh niên nhảy đâu ta Ui nhà thanh niên này bên đây Rồi thanh niên mở cửa cho anh vô nè đâu rồi Mở cửa cho anh vô Hết lát rồi đỡ lát Đỡ thôi chứ chưa chưa hết Mở cửa cho anh vô mà, em. Anh vô nè. Rồi ok, anh điên này sẽ cho mình đồ kim cương nha mọi người. <laughs> Nói chung là nghèo phải đi xin đồ, khổ chưa. Rồi, mở cửa cho mình vô phải không? Anh điên này rất rất là vui luôn. Thật sự wow. Cái cung kìa. Wow, cái cung kìa ngầu chưa? Rồi ok. Đây đây đây, đi đi đi. Ủa thanh niên nữa nè, thanh niên bạn nè. Ok, đi đi lên đây lên đây lên đây lên 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 đây. Lên đây. Wow, bộ sưu tập kiếm của thanh niên này hơi bị khủng Bộ sưu tập kiếm Thôi mình lấy kiếm kim, kim cương thôi, mình không cần cái gì hết đó, Ê, đừng có đánh anh, đừng có đánh anh em Rồi wow Hơi bị ngầu, đó à, ok à, Thanh em, à, trời ơi thanh niên này đúng là người tốt luôn bạn ơi, người tốt luôn Đây, thanh niên này mới kết bạn với mình mà cho mình đồ quá trời luôn nè, đây để mình thử bắn cung coi được không Bắn cung sao ta Ủa? Ôi bắn ai à, cơ hai thanh niên đang chém gió với nhau mình rủ hai thanh niên này là lấy uh, kiếm ra đánh nhau chơi mà hai thanh niên này chưa trả lời nữa buồn quá không trả lời thì mình sẽ vô luôn à thanh thanh niên này và là là kết bạn với mình nè chơi với mình mà chơi khóa cửa là sao mở cửa ra vô muốn gì đánh nhau không đây có kiếm kim cương nè đánh nhau không đó nhìn muốn kiếm không? bắn cung nè thử bắn cung được không đừng có chạy Đứng lại Theo à, gì Theo anh là gì Bạn nó nói gì vậy Hà hello anh Ôi ôi Em cày máy Em cày mấy tiếng mới được Wow girl, Máy tiếng mới được đó các bạn Cày hơi bị lâu đấy Không có đợt Không có đồ đâu Thanh niên là khá khá giàu đấy Ôi rồi Ôi rồi Rất tuyệt quá rồi Đây 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 À thanh niên này mình bắn thử coi Ok chiu, chiu Ôi bắn bắt máu kìa Bắn bắt máu nha Quay bắn bắt máu ấy. Chứ phải không không đâu Wow Ok, có ai đánh nhau kiếm không? Có ai đấu kiếm không? Anh có kiếm nè Để mình gặp mình đánh nhau với mấy này mấy thanh niên này một cái nha Rồi bây giờ mình vào rồi Mình có máy kim cương mà Mình sản xuất có bao nhiêu mà không được không? Cái kiếm kim cương các bạn hay kiếm kim cương nào mà giữ vậy không? Quá ngầu luôn, à, ấy thanh niên này Rồi mình sẽ vô mình đánh à, Đừng bắn em hả? Anh không bắn em đâu, anh đánh em thôi Vô, anh rủ em đánh kiếm mà em không đánh mà. em chạy không là sao? Ôi trời, té cầu thang Ủa, thanh niên té cầu thang xỉu các bạn <laughs> Các bạn không? rõ ràng là té cầu thang chứ không phải là tại mình nha thanh niên này té cầu thang <laughs> rồi và nói chung là cảm ơn các bạn đã xem cái video này và mình đã cho các bạn thấy là sản xuất ra cái máy sản xuất ra kim cương là như thế nào và cũng cảm ơn cái thanh niên này đã cho mình những cái món vũ khí tại vì mình không thể nào mà cày lâu như thanh niên này được cày mấy tiếng mới được vậy đó mình thì không được rồi rồi và cảm ơn à, ấy gì em đứng chơi đừng bắn em hả rồi ok không bắn đâu rồi cảm ơn các bạn đã xem và nhớ là để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với đăng ký cao như cao nếu các bạn là fan chính của mình nha và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Cha cha cha.